Hello quý vị và quý bạn. Thì video hôm nay Tiến BB cũng giới thiệu đến quý vị và quý bạn là một chiếc đẩy Microtech Ground 1002 phần đen, hàng này đẹp, xuất sắc luôn. Đây các bạn. Trong năm có 4 gái bán 3 các bạn. Đẹp xuất sắc luôn, nghiêng nước nghiêng thành luôn. Thì Tiến BB báo giá luôn là giá là 12 triệu bao ship cho các bác nhé. Còn cái lọc thì video trước Tiến nói rồi, 3 triệu bao ship cho các bác. Q2031B 3 triệu bảo ship cho các bác. Đó, hàng made in Taiwan các bác nhé. Còn trên đây là một chiếc vang cơ của Little Sound của công ty Phượng Hoàng, đứng là bảo hành 1 năm chính hãng. Thì những cái vang này các bác mua thì có chênh lệch nhau vài trăm nghìn, những cái vang tàu thị trường là bằng nhái rồi thôi. Đó là của công ty Phượng Hoàng các bác nhé, bảo hành 1 năm các bác. Nên các bác đã cực kỳ yên tâm mà mua những hàng của công ty, hàng chính hãng, loại 1, chất lượng tốt, đã được công ty kiểm định rồi. Chứ còn hàng chui lỗ mà hơn triệu thì là các bác nên nhớ là nằm nhái theo thì không bao giờ bằng được. Các bác nhìn sau nó khác nhau nhiều lắm, cái màn giống nhau thôi, màn sau chất lượng linh kiện vỉ thì nó sẽ khác nhau. Đó. Giá 2 triệu tại nhà thôi nhé. Còn đây là đeo to thì giới thiệu bác rồi, 18 triệu bao ship của Nhật, một bát 40, một chiếc kèn, loa thì là từ 200 tấc. Nó bán từ 200 mà nó chém từ 200. Đây là Tiến BB alo luôn. 1 2 3 4 5 6 7. Lực 1 2 3 4 5. Lực 1 2 3 4 5 6 7. Lực 1 2 3 4 5 6. Nói chung là eco này là rất hay quá nha, rất mịn và mượt quá, eco nó cực hay luôn. Nói chung theo mình chỉnh chậm nhanh thì tùy mình, đó là do cái vít rồi đi đây mình chỉnh nào chỉnh tùy đó. Còn chất đan này đây thì mình test luôn cho các bác, đẩy thì mình áo bá nhé, 12 triệu bao kit cho các bác. Để mời các bác nghe một ít nhạc. Quê hương tôi có dòng sông nhỏ,
âm phải nói là tuyệt vời, cực kỳ hay quá. Những cái đẩy cloud và ghép những cái lọc Yamaha này nó là cậu mỡ luôn, cực hợp luôn các nhé. Tiếng cực sáng và bay. Đó, tiếng ghép lại được chi tiết được tiếng một luôn các bạn. Không có gì để bàn cãi nữa, quá hay luôn. Giá thì cực kỳ hấp dẫn. Các bác đi mua cái lọc tàu 2031 bây giờ cũng đã hơn 2 triệu rồi. Làm sao bì được tổng lọc này, đấy, khẳng định bác luôn. Giá 3 triệu nhé, bao ship cho các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ Mega của bên Tiến TV. Còn con đẩy này giá 12 triệu bao ship. Loa là 18 triệu bao ship. Bên em tiêu chí là cứ phải nói cân nói giá luôn để cho các bác cân nhắc trước khi mua. Đó, chứ không phải là comment giá bao nhiêu tiền gì cả. Tất cả các video của Tiến TV là đều có giá hết. Quan trọng là báo trước lúc video phải báo sau video thôi, để các bác xem hết video thì sẽ có giá. Thì là nếu bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ với bên em theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Vâng, quý vị và quý bạn thấy video hay thì bấm like và chia sẻ cho Tiến BB để được nhiều bác trên mọi miền Tổ quốc được biết đến cửa hàng của Tiến BB hơn. Vâng, và bây giờ xin chào quý vị và quý bạn.